Xin chào tất cả các bác đã đến với kênh sinh vật cảnh channel của em Tài nhé. Kênh của em Tài thì chuyên về rồng chim khửu. Lời đầu tiên thì cho em Tài xin được kính chúc tất cả các bác cùng toàn thể mọi người có một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe, làm việc thật là hiệu quả và chim cò thì sẽ luôn được căng lửa mỗi ngày nhé. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 14 tháng 9 năm 2024. Hôm nay thì em Tài lại tiếp tục lên cho tất cả các bác 6 em chim khửu bội lỡ. 6 em này thì tất cả đều đã hót chơi cực kỳ ác luôn rồi các bác ạ. Và chim hôm nay thì sẽ rất là tổ chức nhé. Chim bên em Tài á thì tất cả chim trống thì phải em Tài thấy tận mắt nó hót chơi lên thì em Tài mới bán nhé. Và tất cả chim thì đã cảm cứng 100%. Em đang cho ăn hàng cảm nhà làm nhé, một hàng cảm cực kỳ ok để cho tất cả các bạn về gọt những chiến binh của mình đấy. Tại vì em Tài là chuyến cái dòng chim khửu, cái đặc tính con chim khửu này á, nó không có giống như những dòng chim khác đâu. Nó hót hay cực kỳ, mũ đẹp cực kỳ, nhưng mà có một cái là cái đường ruột của nó không có được tốt đâu. Cho nên nếu như mà mình cho ăn một cái loài cảm nhiều đàm á, mà mình không biết cách làm không có chuẩn á, thì những chiến binh của mình rất chí là dễ bị đau bụng, dễ bị tiêu chảy nhé. Còn riêng cảm của em Tài á thì cực kỳ nhiều đàm luôn, nhưng mà chim luôn luôn phấn khô, luôn luôn căng lửa đều quanh năm đấy các bác ạ. Tại vì em Tài có cho thêm một số thảo dược hỗ trợ tiêu hóa rất là tốt luôn đấy. Chim ăn vào này sẽ được hỗ trợ tiêu hóa hết luôn, thì nó sẽ không có bị tiêu chảy đâu. Tại vì những chiến binh mà ăn những cái hàng cảm không có được ok á, thì ăn vào nó tiêu hóa không có hết, nó sẽ bị phấn sống, sẽ bị đau bụng nhé. Còn riêng cảm của bên em Tài á thì cực kỳ ok luôn. Các bạn chỉ cần đặt về trải nghiệm là biết liền. Chim không có ăn nhiều đâu, tại vì cảm rất chí là giao đàm, chỉ cần ăn một lượng rất chí là ít là nó đã đủ cho những chiến binh của mình chơi đều cả ngày, chơi đều quanh năm rồi nhé. Một bịch cảm của em Tài nửa ký, lúc mà các bạn cho chiến binh ăn á thì phải một tháng mới hết đấy. Tại vì cảm cực kỳ giao đàm luôn nên chim sẽ không ăn nhiều. Các bạn chỉ cần đặt về trải nghiệm một lần thôi là các bạn sẽ biết được cái chất lượng của sản phẩm như thế nào nhé. Các bạn cùng đặt hàng về trải nghiệm ở trên Sài Gòn á, thì có rất là nhiều địa điểm em Tài đã phân phối về đó rồi nhé. Còn nếu như mà các bạn ở xa thì em Tài sẽ có ship toàn quốc luôn. 1 kỷ là 120 ngàn, lúc mà các bạn lấy từ 2 kỷ á là em Tài sẽ hỗ trợ miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bạn đấy. Các bạn cùng đặt hàng về trải nghiệm nhé, các bạn sẽ không bao giờ chê được đâu. Tại vì em Tài là chuyến với cái dòng chim khửu, đặc tính con chim khửu á thì phải biết thì lúc đó mới ok được nhé. Và bây giờ thì em Tài sẽ lên chim. Em xin mời tất cả các bác cùng theo dõi và cùng lựa chọn cho mình được những chú chim thật là ưng ý nhất nhé. Đầu tiên là một em khửu mun mang mã số 4183. Con này thì về chỗ em Tài được tầm khoảng hơn một tháng rồi các bác ạ. Con này là khửu mun đen nhé. Các bác nhìn cái cổ, cái yểm này, cái mã của nó này là đều một màu đen hết. Các bác thấy không ạ? Đó, nhìn đẹp cực kỳ nhá, nó đen lên mặt luôn, đen lên mặt xuống dưới yếm bó tròn lại bàn yếm to, nhìn đầu mặt cực kỳ dữ tợn luôn đấy. Nhưng chú chim khửu mun như vậy thì nhìn rất là đẹp nhé. Bác nào mà ứng cái dòng khửu mun thì có thể tham khảo con này. Con này thì đang thay lông rất là mạnh luôn, cho nên cái lông đuôi thì còn thiếu, ở dưới mép trên mũi thì bên phía mặt thì có bị chảy một chút xíu, nhưng mà không có nhằm nhò gì đâu. Cái này các bác về nuôi thời gian thì nó sẽ ra lông lại hết, và mấy cái vết trầy sực nhẹ nhẹ vậy á thì nó sẽ lành lại hết cho tất cả các bác nhé, không có nhằm nhò gì đâu. Con này từ lúc mà hót lên á là em Tài thấy cái địt nó ngoáy ngoáy, tuy rằng là chưa có lông đuôi đâu cho nên mình không có nhìn rõ được, nhưng mà chỉ cần thấy cái địt nó ngoáy là mình biết con này sẽ mú đuôi cực kỳ mạnh cho tất cả các bác nhà mình luôn đấy. Một chú chim bồ trúng tướng tả cao cầu, đứng hai chân dàng hai bên, nhìn cực kỳ đẹp nhé. Chim thì bồ trúng và không có tật lỗi gì hết đâu. Con này được cái mã đen, mặt đen yểm đầm cực kỳ đẹp luôn. Em Tài giao lưu với tất cả các bác cái phí là 1,3 triệu nhé, 1,3 triệu để cho tất cả các bác về chăm lông chăm lửa. Con này nói là chăm lông nhưng mà không phải chăm đâu, các bác về nuôi thì nó tự ra thôi các bác ạ. Nuôi tầm khoảng vài chục ngày thì nó ra lại nhé. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em Tài liền nhé.
Tiếp theo là một em khử mún mang mã số 4184. Con này là mún mã phớt gần gần giống ô lơ rồi đó các bác ạ. À, một chú chim này. Lúc mà họt lên thì cái bàn nuôi nó sẽ có xòe cho tất cả các bác đấy. Chim thì em ta đã nuôi được tầm khoảng hơn 1 tháng rồi, cho nên các bác bắt về cũng sẽ rất chí là dễ chăm nhé. Con này thì nhìn cái tướng tả nó rất rất là đẹp luôn, chim bồ khá, tướng cao cầu trường, chim dài đòn, ở giữa cái mép thì có bị chây nhè một chút ít nhé. Con này thì các bác bắt về chỉ cần treo lên chỗ yên tĩnh vài hôm nó quen nhà quen cửa là em nó sẽ nổ lên đấy các bác ạ. À, một chú chim lúc mà hót thì cái bàn đuôi sẽ có xòe ra và sẽ có mú rất chí là mạnh cho tất cả các bác như mình nữa nhé. Con này thì các bác bắt về sẽ không có chế được đâu. Bác nào mà ứng cái dòng phật phật hơi ô lơ như vậy á thì có thể tham khảo con này nhé, tại vì cái dòng này thì thông thường nó chơi rất chí là ok đấy. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em tài nhé, một chú chim em tài đã nuôi được một thời gian rồi đấy, các bác về sẽ dễ chăm này, về dễ chơi, sạch lông nhẹ nhàng ok hết rồi các bác ạ. À, con này thì bồ khá và không có tật lỗi gì đâu. Em tài giao lưu với tất cả các bác cái phí là 1,4 triệu thôi để cho tất cả các bác về gọt nhé. Bác nào nhanh tay thì có thể tuyển con này về đổi đổi của mình nhé. Tiếp theo là một em khử bạc mã mang mã số 4185. Con này thì về chỗ em tài được tầm khoảng hơn 1 tháng rồi các bác ạ. À, lúc mà con này kéo lên chỗ yên tĩnh á thì em tài thấy nó chơi lên đuôi lên cạnh cho tất cả các bác như mình đấy. Một chú chim có 2 tấc mã trắng phồng lên, mã trắng trắng tính phồng lên, nhìn cực kỳ to đẹp dữ tợn thối rồi luôn nhé. Mặt mũi thì con này thì nhìn ác chim cực kỳ, nhúng mũi râu ria làm một cục luôn. Quả yếm thì chắc chắn là đen đầm nữa. Con này thì các bác bắt về chỉ cần treo lên chỗ yên tĩnh vài hôm nó quen nhà quen cửa là em nó sẽ hót lên, căng lên đủ lửa là em tay thấy con này có lên đuôi múa và lên cạnh một chút xíu nữa, chim thái độ nhấp cánh ruồi như vậy á thì 100 con là mũ cả 100 con đấy. Các bác bắt con này về chơi thì sẽ không có chế được đâu nhé, nhưng có quả đầu uy tín thôi rồi luôn, mũ đuôi lên cạnh nhẹ cho tất cả các bác nữa. Một chú chim đang thay lông rất chính là mạnh, mùa này là mùa thay lông các bác ạ, à, cho nên không tránh khỏi được con chim nó thay lông đâu, cho nên các bác phải phải chăm thêm nhé, nhưng mà nuôi vài chục ngày nó ra thôi chứ cũng không phải chăm đâu. Các bác bắt con này thì có thể liên hệ em tài liền nhé, một chú chim bồ khá và không có tật lỗi gì đâu. Em tài giao lưu với tất cả các bác cái phí con này là 1,7 triệu để cho tất cả các bác về gọt lên chơi, về chăm lông chăm lửa nhé. Nhìn quả đầu, quả yếm, quả mã, quả mùi con này thì cực kỳ uy tín luôn đấy. Hoặc nào bắt con này thì có thể liên hệ em tay nhé, con này 1,7 triệu thôi nhé. Tiếp theo là một em khử bạc mã mang mã số 4186. Con này thì có dòng bắt cô chọi cột nhé, rất thích là rõ nét luôn. Bạn nào ứng dòng vậy á thì có thể tham là con này nhé. Chiếm thì mới về chỗ em tay được đúng 2 ngày thôi. Con này là chim bổi nhé, mới về 2 ngày mà nó đã nổ rồi đấy. Nó cứ ngồi buồn buồn một mình là nó cứ bắt cô trói cột suốt ngày các bác ạ. À, với lại con này thì không phải là mỗi dòng đó đâu, nó có nhiều dòng lắm. Em tay thấy nó hot rồi, nó ra nhiều dòng khác lắm. Còn lúc mà ngồi buồn buồn thì nó cứ bắt cô trói cột, bắt cô trói cột rất chính là rõ nét luôn. Các bà cùng nghe là các bà sẽ biết nhé. Đây, em tay sẽ quay trực tiếp rất chính là sát cho tất cả các bà cùng xem luôn. Tại này con này là chim bổi mới lên, mới được 2 ngày thôi, mới về đúng 2 ngày. Ngày hôm nay là ngày thứ 3 luôn. Đó, con này này các bác thấy không ạ, em tay quay sát thì thấy nó là cái bàn đuôi là còn xòe ra đấy. Con này tương lai chắc chắn là nó sẽ có mũ rất là đẹp luôn, tại vì chim bổi mới về thì nó ngồi một cục nó hót như vậy là hên quá rồi, tại vì có nhiều con nó chưa dám hót đâu, mới có 2 ngày à. Bác nào mà muốn chăm muốn chơi cái dòng bạc mã mà có cái dòng bắt cốt trói cột rõ nét như vậy á thì bắt ngay con bổi này về chăm chút em tài nhé. Chim thì đang vào mùa thay lông cho nên cái lông lá chưa được thật hoàn thiện đâu, lông đuôi, lông người, lông cổ gì còn thay hết đấy. Các bác bắt về chăm thêm giúp em tài nhé. Con này thì đầu mặt dữ tợn, nhúng mũi rậm rạp, với nói chung là có dòng bắt cốt trói cột nó rất chính là máu mỏ đấy. Nó mới 2 ngày mà nó cứ ngồi nó cứ lai dai suốt này. Nói chung con này tương lai thì cũng sẽ rất chí ngon lành. Bác nào mà bắt về chăm thì có thể liên hệ em tay. Bác nào ứng cái dòng bắt cốt trói cột đấy thì không nên bỏ lỡ nhé, tại vì con này nó rõ hot trói cột rõ nét lắm luôn đấy. Chiếm thì em tay giao lưu với tất cả các bác là 1,9 triệu nhé, 1,9 triệu nghìn.
Mới là chiếm buổi 2 ngày thôi, nhưng mà tổ chức cực kỳ, bắt cô trọi cột các kiểu. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em Tài nhé. Tiếp theo là một em khủng bạc mã mang mã số 4187. Con này thì về chỗ em Tài được tầm khoảng gần 1 tháng rồi các bác ạ. Và chiếm thì phải nói là hot liên mồm lè mò cực kỳ luôn. Đa số giờ nào nó cũng chơi được, đa số giờ nào nó cũng hot được luôn. Con này nó hot hay rồng rạt đảo rồng liên tục, kéo thuốc lao AK các kiểu, bắt cô trọi cột có đầy đủ hết nhé. Con này thì cực kỳ ok luôn, tại vì là một chú chim căng lên đủ lửa sẽ có chơi đuôi cánh cực kỳ mạnh cho tất cả các bạn đấy. Tuy rằng là một chú chim bồi được tầm khoảng gần 1 tháng thôi, nhưng mà nó đã chơi như vậy lông lá này còn chưa đẹp đâu, mù thay lông, cho nên lông lá thì còn trọc lóc à. Mà nó đã chơi như vậy á, thì các bác thử nghĩ xem lúc mà nó sóng lông đủ lửa lên nó chơi như thế nào là các bác biết liền nhé. Chơi chim á, là mình chơi cái tương lai, mình chơi cái lâu dài, lông lá không quan trọng đâu, mùa nào nó cũng thay hết. Các bác có bắt con chim đẹp về thì một thời gian nó cũng thay lông trọc lóc hết rồi, chứ không có con nào mà nó không thay đâu. Quan trọng nhất là cái tố chất, là cái thái độ, cái cách chơi của nó nhé. Còn con này thì không chê được đâu, một chú chim máu mồm lè mỏ cực kỳ luôn, họ thay đảo rồng, rồng thì phải nói là phết tịch luôn. Các bác cùng nghe là các bác sẽ biết thôi, em ta chỉ giới thiệu thêm một chút xíu để cho tất cả các bác biết được thêm về chú chim nhé. Chim thì là chim bồi gần 1 tháng mà nó đã hot chơi như vậy thì các bác sẽ biết được cái tương lai của em này nhé. Căng lên thì con này sẽ chơi đuôi cánh cực kỳ mạnh, bàn cánh có lúc em tai thấy nó ra khá cao rồi đấy. Còn con này thì cự hot là nó sẽ múa, cự hot là nó sẽ múa nhé. Chim thì bồ trúng và không có tật lỗi gì đâu. Con này được cái AK thuộc Lào, bắt cô trọi cột đều có hết cho tất cả các bác nhé. Các bác bắt con này về chơi sẽ cực kỳ có tương lai luôn. Em tài giao lưu với tất cả các bác, cái phí con này là 2,2 triệu nhé. 2,2 triệu là mức phí hiện tại thôi. Còn con này mà nói chung sóng lóng đủ lửa lên thì cái giá trị cực kỳ cao luôn đấy. Tại vì chơi đuôi cánh này, chiếu mỏ này, chiếu rồng này, thì các bác sẽ biết được cái giá trị của em nó nhé. Bác nào mà tuyển ngay bây giờ thì có thể liên hệ em Tài nhé. Còn cái tương lai thì giá trị cao lắm, mà tương lai thì em Tài cũng bán mất rồi các bác ạ. Chỉ có là bắt con khác thôi, con này tương lai không còn đâu nhé. Bác nào bắt thì có thể liên hệ em Tài nhé. Chiếm thì cái phí hiện tại là 2,2 triệu thôi. Và cuối cùng là một em khủng OL mang mã số 4188. Con này thì phải nói là cực kỳ VIP, chất dòng cực kỳ siêu dòng, và cái đồ mỏ thì cực kỳ siêu mỏ luôn các bác ạ. À, chim mới được 2 tháng thôi mà các bạn nhìn thấy không ạ? Em tay khiển bằng tay nó chơi luôn, lì lờ đúng không ạ? Mới được 2 tháng lông thôi nhé mà khiển bằng tay ngồi gần chơi luôn, là các bạn biết được con này là thử dữ như thế nào đấy. Với là các bạn chỉ cần nghe cái chất dòng của con này thôi là các bạn sẽ biết được cái chất dòng nó phế đến cỡ nào, nó kéo. Nói chung là con này có đủ thứ dòng luôn, nó kéo cực kỳ phế, dòng thác chạy lòng đầy đủ nữa. Nói chung không có diễn tả hết được cái chất dòng của con này đâu, các bạn phải nghe thì các bạn mới biết được nhé. Nhiều lúc mình phải nghe mình được chứ diễn tả không hết được vì nó nhiều dòng lắm. Con này thì chơi đuôi cánh suốt ngày à, nói chung cứ hot là múa, cứ hot là múa, cứ hot là chơi đuôi xòe, cứ lên cạnh cho tất cả các bạn nhé. Chim thì đang vào mùa thay lông, cho nên cái lông lá sẽ chưa được thật hoàn thiện đâu. Một chú chim mới được có 2 tháng lông mà nó đã như vậy thì các bạn suy nghĩ coi, nuôi lên thời gian nữa nó sẽ như thế nào. 2 tháng lông mà em tay đã khiển bằng tay được rồi đấy, tuy rằng lúc thấy người ấy thì nó sẽ chưa được thật thật dàn đâu, như chim thuần đâu, nhưng mà ngồi xuống gần mà khiển tay nó vẫn chơi như vậy là các bạn biết được con này là thử dữ như thế nào rồi nhé. Chỉ cần mình nhìn vào video, mình nghe em Tài giới thiệu thêm một chút xíu thôi là các bạn sẽ biết được tố chất của một chú chim nó như thế nào. Con này là cái dòng OL, cái dòng này thì nó chơi ác nhất trong các loài khựu luôn. Bạn nào mà ứng cái dòng OL này, hot mũ này mà nó dễ chơi ấy thì có thể tham khảo con này nhé. Con này thì mới được 2 tháng thôi nhưng mà nó sách lông ok hết rồi, các bác khiển tay nó còn chơi. Em tay làm thực tế cho cả các bác cùng xem đấy, chứ em tay không có nói miệng đâu nhé. Các bác cùng xem là các bác sẽ biết này. Đó, em tay đi lại này, nó còn hơi nhẹ nhẹ đó, nhưng mà đưa tay vào này. Đó, các bác nhìn này, đưa tay vào này. Đó, chơi liền. Nó như vậy mới là dữ đấy. Con này thì
Bồ khá mà không có tật lỗi gì hết đâu. Em tài giao lưu với tất cả các bạn, cái phí con này là 2,7 triệu nhé. Một chú chim siêu mỏ cực kỳ luôn. Con này chăm nên quá tuyệt vời cho tất cả các bạn nhé. Không dễ gì kiếm được một chú chim như vậy đâu các bác ạ. À, các bác nào nuôi tầm khoảng vài tháng mà các bác chơi được như vậy thì nghe hơi khó đấy. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em tay lên nhé. Một chú chim quá tuyệt vời để cho tất cả các bác nhà mình về gọt nhé. Bác nào bắt thì có thể liên hệ em tay lên nhé. Hôm nay thì em tay là tiếp tục lên được 6 con. Cái phí của từng con thì em đã có báo cụ thể trong từng video rồi. Bác nào ứng con nào á thì có thể liên hệ trực tiếp hoặc là liên hệ vào Zalo số điện thoại trên màn hình giúp em tay nhé. Số điện thoại là 0974 193 391. Em ở thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn tất cả các bác đã luôn luôn theo dõi, luôn luôn đồng hành và luôn luôn ủng hộ cho dòng chim cảnh, dòng chim khứu của bên em tài nhé. Bây giờ thì em xin được tạm dừng cái video của mình tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo nhé. Xin chào tất cả các bạn nhé.